tạp chí US Weekly đang sở hữu đoạn video mà họ nói rằng những cảnh quay chưa từng thấy trước đây về việc đầu của Michael Jackson bị bắt lửa trong khi đóng phim quảng cáo Pepsi năm 1984. Michael Jackson đã bị bỏng nặng sau tai nạn bắn pháo hoa không may, khiến tóc và da đầu của anh bắt lửa. Đã có những hình ảnh về vụ việc này, nhưng trong video mới của US Weekly có cảnh tóc của Michael Jackson bốc cháy và phần đỉnh đầu chìm trong khói. Michael Jackson đã không hiểu vì sao tóc anh bốc cháy, anh vẫn nhảy khi mang lửa trên đầu. Khi mọi người xuống vào cố gắng giúp anh, thì phần đỉnh đầu của ông hoàng nhạc pop đã trụi tóc. Tai nạn này có sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ có tại khán phòng Shrine ở Los Angeles vào thời điểm hoàng kim của Michael Jackson.